Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, chúng ta đã chứng kiến một Lê Hữu Thảo, một người lính bình thường trong trận chiến gạt ma, được tôn vinh như một anh hùng như thế nào. Những hồi ức khiếm khuyết của những người trong cuộc đã khuynh đảo sự thật lịch sử ra sao? Và cái tôi của chủ nghĩa anh hùng cá nhân được tôn vinh tân bốc một cách quá mức làm chạnh lòng bao con người đã từng đổ xương máu cho cuộc chiến đó khi mà họ cũng hy sinh thậm chí không kém, nhưng họ am hiểu thời cuộc và chấp nhận lịch sử như là một phần của thời gian. Và hôm nay, không lẽ ông Nguyễn Bá Mẻ, ông Nguyễn Quốc Thước, những chứng nhân của lịch sử cũng muốn lèo lái lịch sử theo cái cá nhân của bản thân, làm sai lệch các thông tin của lịch sử và sẽ là điều đáng trách hơn khi nếu điều đó được hợp thức hóa vào tài liệu lịch sử. Chống di biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết chủ nghĩa anh hùng cá nhân hay là sự méo mó của ngòi bút về chủ nghĩa anh hùng dân tộc, bài viết của Hứa Tất Đạt. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024, báo Việt Nam Net có bài viết của phóng viên Trọng Tùng với nhan đề Hồi ức của người lái xe đưa tướng thước vượt mưa đạn tiến vào dinh độc lập sẽ là một câu chuyện hay xúc động nếu hảo hán tôi không biết là ông cựu chiến binh tên Nguyễn Bá Mẹ là người lái xe cho ông phó tham mưu trưởng quân đoàn 3 hồi tưởng có bị quên hay là người cầm bút lại đấm thêm chữ vào mồm ông để rồi có vài thông tin cần phải bàn luận. Thứ nhất, ngay tiêu đề Hồi ức của người lái xe đưa tướng thước vượt mưa đạn tiến vào dinh độc lập xin phải nói cho rõ ràng rằng một, vào thời điểm 30 tháng 4 1975, ông Nguyễn Quốc Thước chưa mang quân hàm cấp tướng. Chính xác, ông Thước được nhà nước phong thiếu tướng vào năm 1980. Vậy, câu tiêu đề trên phải chăng đang làm cho người đọc ngộ nhận và nó sẽ trở thành một điển tích tham khảo trong tương lai, làm cho lịch sử bị sai lệch. 2. Hầu hết các tài liệu viết về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và đặc biệt là quyển Đại thắng mùa xuân năm 1975 của Đại tướng Văn Tiến Dũng như là một bản tổng kết của toàn bộ chiến dịch giải phóng miền Nam bắt đầu từ mùa xuân 1974 đến ngày 30 tháng 4 1975 đều nói rằng khi cánh quân phía Đông do quân đoàn 2 chịu trách nhiệm với nhiều trận chiến ác liệt kéo dài từ Biên Hòa về đến Thủ Đức rạng sáng 30 tháng 4 liền tốc chiến tiến thẳng về trung tâm Sài Gòn sau khi vượt qua cầu Sài Gòn vào đến ngã tư Hàng Xanh, tiếp tục theo hướng Thị Nghè để tấn công vào dinh độc lập. Khi này, chỉ gặp một ổ chống cự rất nhỏ tại Thị Nghè và bị tiêu diệt ngay lập tức. Đến khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4, đoạn đường từ Thị Nghè về đến dinh độc lập không còn tiếng súng. Ông Thước thuộc biên chế quân đoàn 3, chịu trách nhiệm mặt trận Tây Bắc, đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu Quân Nguyện tức Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ngày nay. Các đơn vị của Ngụy đóng tại các khu vực Hóc Môn, Gò Vấp. Đến 10 giờ 30, quân đoàn 3 mới làm chủ được mặt trận này. Thì làm gì có chuyện ông Thước vượt làng đạn để tiến về dinh độc lập, không phải là địa điểm cho đơn vị ông Thước chịu trách nhiệm. Điều có thể xảy ra, đó là đơn vị của ông Thước thừa thắng sông lên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở mặt trận này để tấn công vào dinh độc lập Xong, khó có thể diễn ra kịch bản này khi mặt trận Tây Bắc khốc liệt không kém gì mặt trận Đông Nam. Chưa hết, vào thời điểm 10 giờ 30 ngày 30 tháng 4, theo những gì sử sách ghi lại, ông Dương Văn Minh, Tổng thống Ngụy Quyền Sài Gòn đã kêu gọi lực lượng Ngụy Quân bỏ vũ khí đầu hàng và chờ quân giải phóng vào tiếp quản. Vậy lấy đâu ra cái cảnh ông Thước khi đến trước cửa dinh độc lập vẫn có đạn bắn xối xả từ bên trong ra mặc dù khi đó xe tăng của ta đã đậu trong sân không nhẽ khi xe tăng của ta hút đổ cánh cổng chạy vào trong sân ông thận cầm cờ nhảy xuống chạy băng ngang chiều dài của sân trước dinh độc lập không bị đạn bắn ngược dòng thời gian gặp phải bài viết về ông thước trong thời khắc bồi hồi nhớ lại những ngày tháng lịch sử tuy không nói gì quá đặc biệt trong bài viết tuy nhiên có một chi tiết làm mình phải đi lục lại ký ức đó là mốc thành lập quân đoàn 3 với chú thích. Ông Thước là tham mưu trưởng đầu tiên của quân đoàn 3. Thế thì, đi tìm về ông, thấy từ điển mạc Wiki viết 1970, ông là trung đoàn trưởng trung đoàn 28 thuộc sư đoàn 10. Nhưng đến năm 1972, ông đã là tham mưu trưởng mặt trận Tây Nguyên, rồi tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên. Đọc đến đây, Hảo Hán thấy sai sai gì ạ? À? bởi không thể trong 2 năm từ một trung đoàn trưởng có thể nhảy tốc vượt qua 3 cấp để lên cấp quân đoàn được. Thế là lại đi lục lọi lại bắt đầu từ cái gọi là mặt trận Tây Nguyên được ký hiệu ngày ấy là B3. B3 được thành lập năm 1964 và đến tận năm 1973 vẫn chưa thấy cái tên Nguyễn Quốc Thước trên bản vàng lãnh đạo của mặt trận. Vậy sao trong Thô của ông Thước lại xuất hiện điều này. Chắc phải hỏi ai là người tạo ra nó trên wiki. Nhưng thôi, vẫn dựa vào wiki. Vậy, mặt trận Tây Nguyên được thành lập khi nào? Mặt trận Tây Nguyên được thành lập chính thức vào ngày 5 tháng 2 năm 1975 do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy và Thiếu tướng Vũ Lăng làm phó tư lệnh kim tham mưu trưởng mặt trận lật tiếp tục lịch sử quân đoàn 3 được thành lập ngay sau khi chiến dịch Tây Nguyên thành công, thì phần lịch sử ghi rõ năm 1978, ông Nguyễn Quốc Thước làm tham mưu trưởng quân đoàn. Quân đoàn 3 được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1975, tức là sau chiến dịch Tây Nguyên 16 ngày, trên cơ sở của các sư đoàn 316, 320, 10, 2 và trung đoàn tăng 273 cộng trung đoàn đặc công 198. Quân đoàn được thành lập trên cơ sở cấu trúc lại bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh sau đó. Vậy là đã rõ, sự lệch pha trong các thông tin trên là gì? Câu trả lời chắc phải dành cho người tạo ra nó. Điều hảo hán chỉ muốn đề cập đến đó là lịch sử chiến tranh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với chủ nghĩa anh hùng dân tộc, nơi đó ghi nhận công lao xương máu của tất cả mọi người con của dân tộc đã hy sinh cho Tổ quốc vì nền độc lập tự do của dân tộc nhưng không vì thế mà chúng ta lại bỏ quên đi một chủ nghĩa khác đang tồn tại và tạo nhiều hệ lụy cho hiện tại và có thể tương lai đó là chủ nghĩa anh hùng cá nhân khi cái tôi được kể lại theo một hướng cho riêng bản thân mình chúng ta đã chứng kiến một lê hữu thảo một người lính bình thường trong trận chiến gạt ma được tôn vinh như một anh hùng như thế nào những hồi ức khiếm khuyết của người trong cuộc đã khuynh đảo sự thật lịch sử ra sao và cái tôi của chủ nghĩa anh hùng cá nhân được tôn vinh tân bốc một cách quá mức làm chạnh lòng bao con người đã từng đổ xương máu cho cuộc chiến đó khi mà họ cũng hy sinh thậm chí không kém như họ am hiểu thời cuộc và chấp nhận lịch sử như là một phần của thời gian và hôm nay không lẽ ông nguyễn bá mẹ ông nguyễn quốc thước những chứng nhân của lịch sử cũng muốn lèo lái lịch sử theo cách cá nhân của bản thân, làm sai lệch các thông tin của lịch sử và sẽ là điều đáng trách hơn khi nếu điều đó được hợp thức hóa và tài liệu lịch sử. Điều có thể xem là may mắn khi mà phần lịch sử ấy còn quá mới, nghĩa là cũng còn nhiều chứng nhân của lịch sử vẫn còn đây giúp chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng được đâu là sự thật. Hãy nhớ rằng quân đội nhân dân việt nam có thể có được những chiến công hiển hách vô tiền khoáng hậu trong lịch sử hiện đại của thế giới như thời gian vừa qua chính là nhờ vào tinh thần kỷ luật sắc của quân đội không bao giờ có chuyện một kế hoạch của một chiến dịch được định vị ở một điểm a mà có một sĩ quan chỉ huy lại chạy sang điểm b để chứng kiến thời khắc lịch sử cả nhớ như vậy đừng nhân danh xin thưa các anh các anh vẫn là những người anh hùng của dân tộc này. Nếu các anh không nói gì thì vẫn là anh hùng.